chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Đa. Mình là Cấp. Hai chị em đa cấp của mình ngày hôm nay sẽ mới sang là đi ca. Ảo thật đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ mở đập thẻ Kid Canon. Canon là gì? Là còn cái niên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ mở những chiếc thẻ Icon, những chiếc thẻ TOTY cộng 5 đồ các thứ để coi chúng tôi còn cái niên hay là không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô nào. Vô. Nay mời chị Cấp qua đây để đập thẻ hộ tôi chị Cấp nhé. Ok. Bây giờ chị Cấp bấm vô phần vật phẩm đi. Rồi. Rồi chị Cấp muốn đập thẻ nào trước? Đó, rất là nhiều thẻ để cho chị Cấp đập nha. Có thẻ chỉ định Icon 20, Icon 30 rồi đó. Trời, vừa vô đập TOTY nominee luôn. Hãy đập cho tới. Đập tới luôn. Đúng rồi. Mở ba luôn cho tôi. Mở ba, mở bát đi chị ơi. Mở bát đi. Lên. Su. Luna đường đâu? Nít. Rồi bây giờ chị mở, thích mở ai? Chơi lớn luôn không? Chơi lớn luôn. TOTY cộng 5 cho tôi. Dạ. Ai đây? Tôi đang đá Real Madrid đó. Nhờ chị mở. Tất cả nhờ chị. Ok. Đừng mở ra Lucas Hernandez nha. Đừng mở ra Lucas Hernandez nha. Mở ra Lucas là chị lát luôn đó. Nữa. Anh móc đó, nhảy đi chị ơi. Ok nha, được nha. Cháy, rất là bùng cháy với Luka Modric cộng 5. Trời đất ơi, đây là con mà tôi luôn muốn được sở hữu. Giờ chị tới mở gì? 106, 23 HR. Dạ. Mở cao lên giùm em cái nha chị. Lên chị ơi. C 106 luôn hả? Mới 106, ok. Lên. Lên. C. Nó còn thấp hơn nãy. Mở tàu ti cộng 3. Cộng 3 luôn. Có pháo bông. Rồi bấm pháo bông luôn. Pháo bông luôn má. Tiêu chảy luôn. Nó bự đi. Đó. Chơi nha, cộng 5 nữa nha. Cộng 5 nha. Một con Tony Root. TOTY. TOTY. Đó. Gì vậy? Gì đây? Cái gì đây? Ô! 50 tỷ. Được. Được. Ghê. Quá trời. Đây con hàng quốc dân rồi. Bây giờ nominee thôi. Tiêu tôi quay là đỡ lắm. Mất. Gì đó. Giờ tính gì? Tính làm gì đây? Ghê vậy. Cộng 8 EPS. Cộng 8. Ai đây? Đừng là thủ môn. Đừng là thủ môn. Ai đây? Đừng là thủ môn. Ai đây? Thủ môn. Của tôi. Nghỉ ăn tôi 6 tháng. Tôi nghỉ ăn tôi nửa năm nha má. Gì vậy? Ví dụ vậy thì tại sao không phải Kevin De Bruyne? Ủa, hay này, là Gup Gullit? Ủa thì cũng mấy trăm tỷ chứ bộ. Không, cái con đó là bao là người ta 100 tỷ á. Còn lòng hình thua đó. Cho tim ta. Lửa đi! Lửa! Trời ơi! Quý đó hay nha! Hay lắm! Hay lắm! Bữa làm Bayern thua. Báo! Chị cấp! Ôi. Tôi mời chị qua đây để chị phá ặc tôi đúng không? Lâu có những giây phút! Chị làm sao đó! TOTY giùm cho tôi! TOTY! 2, 3, TY! TOTY! Nominee! Ôi, mở mồi giỡn thôi, lẩm thôi. Ừ đấy, năm luôn. Chờ, năm. Rồi, mở mồi đi, mồi.
mời thiệt kìa. Nữa lại cũng tỏi nữa. Được không vậy? Được nha. Ok, bỏ thú môn ra đi, bỏ đây ghi, bỏ củ tỏi đi. Bỏ để coi. Ủa giờ giá trị cao nhất rồi. Thôi lấy đề ghi vô lại đi. Hả? Rồi chơi luôn. Chơi luôn. C là C là C. Chúng mình C nhiều. C nhiều. C là C chúng mình. Bé ô yếu. Ai đây? Ai đây? Lúa. Ơi, bây giờ các bạn hãy comment vô đi, con Gina Free là ok không vậy? Ok, thầy 90 tỷ là ok rồi. 90 tỷ hả? Sao nghi ngờ quá vậy ta? Nãy giờ thấy không ổn, thấy đi hơi xa. Bây giờ anh đau mà chị cấp. Bây giờ phải tuyển thêm một thành viên nữa. Phan Mai chúng tôi lên đi. Phan Mai chúng tôi, xin người hãy giúp chúng tôi. Nãy giờ thấy được có mỗi con Morris à? Có còn hơn không? Giờ nè Tuấn. Giờ Tuấn. Xin người hãy giúp chúng tôi. Bây giờ mở icon luôn đi. Icon tụt. Ronaldo. 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 Ronaldo đi. Ai icon mà mở pháo bông. Trời ơi. Terrero. Em re. Tụi này. Trời ơi. 109 nha, 109 nha. Lỡ. Ý CM ai Biplo đúng không? Đúng rồi, Biplo. Xui quá. Sao nào Biplo cái xui. Thì xui. Nè, nhìn mặt đi. Gondo Gullit Beckham. Thấy chưa? Bê lê. Mấy anh trai á thôi. Vòng vòng mấy anh đó thôi. Thấy không? Ok. Nhìn mặt kỹ nha. Nghe nha tụi. Vô cho nó hên. Trời ơi, tiền của mình mà chuyển ra chuyển vô mà sao hên nữa. Đổi vận à? Ừ. Ok, tôi tin bạn. Ok. Rồi, tôi nhảy múa rồi đó. Lòng hình thúi á. À không, hát lòng hình thù là xu á. Hát. Hát cái gì giờ? Ronaldo, niềm tin của chúng ta. Ronaldo. Ronaldo đi. Ronaldo đi. Trái nữa, trái tí nữa rồi. Manini à? Manini. Cũng được. Rồi, nhiều tiền. Nhiều tiền. Con ép lên tầng 3 tới một cỡ 170 tỷ á. Ronaldo. Hoặc ai đó đá game Madrid đi. Chỉ định vậy luôn đó. Nha, từng đá game Madrid nha. Beckham. Đó, Beckham, Kaka, Keo, Figo, đó. Alonso cũng được, Alonso là dạng icon mới nè, chưa có nè. Hiếm. Alonso. Hiếm. Yes. Nửa này chị cắp à? Hôn chị cắp phá. No. Cunt. Chị nhìn thấy yêu đời đây nhỉ? Đây rồi. Mở luôn. Dạ. Hên xôi. Bốn con coi chị cắp mượn. Mà ở được gì? Hên. Thôi được rồi chị cắp. Bây giờ tôi nghĩ là phải nhường lại cho chị cắp đập lên thẻ cộng 8 với tôi đi. Ok. Củ tỏi mùa lai. Cộng 8. Lên. Lên nha. C. Lên chúng mình lên nhiều. Lên chúng mình lên quá. Lên chúng mình lên là. Sao chờ lâu vậy? Đang hát cho lên. Điểm nhịp hả? Đúng rồi. Lên chúng mình lên nhiều. Lên
lên chúng mình lên con. Lên ai biểu lắc quá. Lắc quá lắc. Lắc quá trời, ai biểu lắc. Tại ông hết á. Đúng tuổi. Vâng, đúng ngày hôm nay còn cái nịt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho tụi mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là các bạn đã mở thẻ như thế nào. Tôi thì còn cái nịch thật các bạn. Tôi ngủ luôn rồi. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành, vui vẻ nhá. Vui vẻ.